Chào các bạn, hôm nay thì Yêu Công Nghệ sẽ giới thiệu các bạn một sản phẩm, đó chính là chiếc chân máy của nhãn hàng Benro, một cái nhãn hàng sản xuất chân máy khá nổi tiếng. Cái chiếc chân máy này thì mình có thể thấy nó là nhãn hiệu KH25N, và mình sẽ nói qua một số cái thông số của chiếc chân máy này. Chiếc chân máy này thì có cái độ cao tối đa là 1m550 và có cái chiều cao tối thiểu là 775mm, nghĩa là nó sẽ cao khoảng tầm 70 phân và nó có trọng lượng là 3,4kg. Tuy nhiên thì nó có thể loát cũng như gọi là để được những cái máy quay hay máy ảnh có cái cân nặng từ 5kg trở xuống. Và bây giờ thì mình sẽ mở hộp cái sản phẩm này. Với mỗi bộ sản phẩm thì các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ được đi kèm với một cái túi. Đây, đây nha. Các bạn sẽ có một cái túi đi kèm. Các bạn có thể thấy là cái túi này có thể đeo được, chúng ta có thể lấy kéo dài hoặc là thu ngắn. Mình sẽ lấy cái sản phẩm ra. Sản phẩm của chúng ta thì được làm bằng hợp kim khá là chắc chắn. Đây là hợp kim nhôm rồi. Đây, mình sẽ mở cái phần chân này ra. Các bạn sẽ mở cho cái phần chân nó chắc chắn. Đây là cái độ cao tối thiểu của nó. Khi cái chiều cao tối thiểu chúng ta có cái chiều cao là 775mm, nghĩa là chúng ta đây là được khoảng 70 phân hơn chút. Thì mình sẽ giới thiệu qua một số cái chức năng của nó. Như các cái dòng chân máy khác thì đây là một cái dòng chân máy thuộc tầm trung bình của nhãn hàng Benro, tuy nhiên là nó khá là phổ biến. Ở phần trên này các bạn thấy là đây, cái phần này gọi là đầu bôn. Phần đầu bôn này giúp cho các bạn liêng ngang. Đây, chúng ta có một cái chốt liêng ngang, có thể liêng ngang. Ở trên đó thì chúng ta có một cái chốt lia dọc. Chúng ta mở cái chốt ra thì chúng ta phải lia dọc. Phần bên, bạn để ý phần bên này, chúng ta có một cái tay lia. Với những bạn thuận tay phải thì hãy lắp tay lia sang tay phải, tháo chốt ra. Đấy, và chúng ta sẽ fix lại. Còn một cái chốt đây thì sao? Cái chốt này thì khi chúng ta mở ra này, các bạn sẽ có thể lấy, đây, lấy cái gì? Lấy cái này, lấy cái đế ra. Lấy cái đế ra đương nhiên nó còn một cái chốt an toàn. Các bạn không thể lấy được cái đế ra kể cả chúng ta có mở cái chốt này đi nữa, không thể lấy được. Để cái chốt này để tránh cho chúng ta có thể là khi mà bị vặn, không may vặn chốt máy sẽ rơi, thì ở đây chúng ta sẽ có những cái chốt an toàn. Để lấy ra thì chúng ta ấn thêm một cái lẫy nữa ở dưới này, rút ra rất nhẹ nhàng. Chúng ta sẽ lắp cái phần máy lên đây và chúng ta sẽ sử dụng. Thì cái chân này rất là tiện dụng. Điểm tiếp đến mình nói về cái phần chân này, các bạn sẽ thấy là ở đây mình thấy là nó sẽ có là các cái phần chân tiếp xúc. Thì đây là những cái phần nhựa, nếu mà để trong cái nhà mà có cái mặt trải sàn là các cái phần như là đá, lát đá thì nó có độ trơn, chúng ta sẽ sử dụng phần nhựa. Nếu đến những cái địa hình mà mấp mô sỏi đá hay là khó, chúng ta sẽ xoáy, các bạn nhìn nhá, xoáy lên. Các bạn xoáy hết những cái phần nhựa đi, các bạn sẽ thấy là nó sẽ trồi ra ba cái phần rất là nhọn. Phần này để làm gì? Để các bạn có thể khi đặt xuống này, nó sẽ ghim thẳng trực tiếp xuống, làm cho cái chân này không bị trượt ở những cái địa hình mà nó bị khó khăn cũng như địa hình sỏi đá. Đây là một tính năng rất hay. Chúng ta có thể mang cái chân này đi dùng ở mọi địa hình. Rồi, đây là một cái chức năng. Còn các cái khóa chốt này thì sao? Khóa chốt này thì chúng ta sẽ quá quen thuộc rồi. Mở chốt ra thì đương nhiên là chân nó sẽ xuống được này. Đấy, các bạn thấy không? Cái này cũng vậy, rất là nhẹ nhàng. Mình đóng lại những cái chốt. Đây là một cái nấc đầu tiên luôn. Đấy, một cái nấc này, cái nấc này thì ở tầm trung bình, với những khi chúng ta quay những cái tầm trung bình thôi, ví dụ là mấy bé học sinh cấp 2 chẳng hạn thì tầm này được rồi. Nhưng mà với như mình thì mình lớn quá 18 tuổi rồi thì mình sẽ phải mở cái này lên. Và cái chiều cao mắc nhất của nó luôn là thực sự thì nó được 1,5m, hơn 1,5m thì nó nghĩa là nó vẫn còn thấp hơn mình. Và rồi khá là cao rồi đây.
Rồi, chắc chắn lắm rồi. À, nó cao ngang vai mình luôn. Được chưa nhỉ? Bây giờ thì chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng với cái chân có chiều cao này. Trọng lượng thì mình thấy đánh giá là với trọng lượng khoảng 3,4 cân thì nó khá là nhẹ. Các cái thân ống này đều là thân ống rỗng, tuy nhiên thì nó rất là chắc chắn. Ở phần cân bằng chúng ta có một cái phần củ dầu. Chúng ta có thể xoáy cái chốt này, nghiêng trái, nghiêng phải, nghiêng trên, nghiêng dưới để có thể cân bằng. Thì việc cân bằng chúng ta sẽ khá là dễ dàng khi các bạn sử dụng một cái phần giọt nước. Chúng ta có một cái phần giọt nước, sẽ nghiêng các bạn thấy này. Chúng ta có một cái phần giọt nước. Cái phần giọt nước này thì giúp chúng ta tìm được độ cân bằng. Khi cái giọt nước nó nằm ở giữa chính diện của cái phần nhựa này thì chúng ta sẽ thấy là chính cái tâm thì nó sẽ cho chúng ta cái độ cân bằng tốt nhất. Đó là một số cái mà mình giới thiệu về chiếc chân này. Mình có thể thấy là nó khá là mượt mà, rất là nhiều chốt, để cho các bạn không thể sợ là mình tuột chốt thế nào thì điều đó là không thể xảy ra rồi. Đấy, những cái chốt mà chúng ta cần chốt lại. Còn ở trên phần mặt này thì sao? Phần mặt trên này chúng ta có một cái ốc 1/4 dương chứ. 1/4 dương thì chúng ta có thể thấy như là chúng ta sẽ nối với các cái thiết bị mà có ốc 1/4 âm. Tuy nhiên thì các bạn có thể mua thêm các cái ốc đầu chuyển 3/8 để các bạn có thể chuyển từ 1/4 sang 3/8 với những cái chiếc máy quay lớn. Vừa rồi là một số cái thông số như là cách sử dụng mà mình muốn nói nhanh đến các bạn và giới thiệu về cái sản phẩm này. Thì các bạn nhớ cái tên của sản phẩm nhé, Benro KH25N. Và để đặt mua hàng cũng như là biết thêm thông tin về sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập trang web yêucongnghe.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.